Dạ thưa sư, con xin phép được lặp lại câu hỏi của một Phật tử ngày hôm nay như sau. Dạ thưa sư, ăn chay là một xu hướng của nhiều người hiện nay. Có người ăn chay vì sở thích, có người ăn chay vì sức khỏe, hoặc vì những mục tiêu của cuộc sống như bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường. Vậy thưa sư, người ăn mặn có được vãng sanh không nếu chí tâm niệm Phật? Dạ, cảm ơn Dạ, sư. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, thì nếu mà mình nói về vấn đề này á, thì quý vị, thưa quý vị là vãng sanh á, thì nó tùy thuộc vào cái căn tánh tu tập của mình. Thì thứ nhất á, mình phải hiểu ăn chay là mục đích là gì, là để tránh cái quả báo sanh tử luân hồi, tránh quả báo tạo bớt cái nghiệp oan gia trái chủ. À, tránh bớt cái nghiệp sát sanh đó, mình bớt những cái oán thù của những con vật. Rồi cái thứ hai là để cái gì, đó là mình vì mục đích là vì lòng từ bi, phát triển huân tập cái lòng từ bi của mình. Thì cho nên đó, nếu mà để rốt ráo để được tu tập đạt tới cái mức ráo, thì cái tốt hơn hết là chúng ta nên tập ăn chay từ từ. Nhưng mà nhiều khi không phải dễ đâu quý vị, tại vì căn tánh căn nghiệp của mỗi người nữa. Có những người họ tu được, họ niệm Phật, tụng kinh, trì chú, lễ Phật, tu được hết, nhưng mà kêu ăn chay trường thì họ chưa ăn được. Thì cái đó là cũng do cái căn nghiệp từ nhiều kiếp chúng ta chưa có tập cái được cái đó, chưa tạo được cái duyên lành đó. Thì cho nên nói như vậy thì rồi còn lại những vị nhiều khi họ ăn chay được, ăn rất là tốt, nhưng mà sao chưa tu gì được, chỉ có được ăn chay thôi. Nhưng mà tu thì chưa được, vẫn còn chửi bới cha, chửi cha, mắng mẹ, làm đủ việc hết. Ăn chay thì rất ngon lành, ăn chay trường, nhưng mà chưa có tu cái thân, cái ý của mình, tạo ra cái khẩu nghiệp, tạo ra những cái nghiệp chướng nó không có tốt. Thì cho nên cái quan trọng thưa quý vị là mình phải hồi tâm chuyển ý, mình phải thay đổi tu tập, phải bỏ tham sân si. Thì hẳn nhiên khi mà chúng ta muốn vãng sanh đó, thì phải gì, phải đạt tới cái chánh niệm, gọi là nhất tâm bất loạn, cái chánh niệm thì chúng ta mới được vãng sanh. Thì cho dù ví dụ ngày thường chúng ta có ăn mặn, nhưng mà chúng ta nhất tâm tu tập, chúng ta vẫn có thể được vãng sanh. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta cổ suý tinh thần là cứ ăn mặn bình thường để được vãng sanh, để được vãng sanh. Thì thưa quý vị, cái tốt nhất là chúng ta vừa tránh huân tập được cái lòng từ bi ăn chay, rồi chúng ta tu tập huân tập cái phước đức phước báu, rồi giữ gìn chánh niệm để gì, để chúng ta được vãng sanh về cõi lành. Còn nếu chúng ta chưa được thì chúng ta cố gắng tập cho mình, đừng có nghĩ rằng là chúng ta cứ ăn mặn hoài là cũng sẽ được vãng sanh, cho nên thôi khỏi cần ăn chay. Thì nếu như vậy thì chúng ta vẫn còn cái nghiệp sát sanh, như Đức Phật cũng đã nói rồi là mình ăn mặn thì cũng giống như sát hại. Thì cho nên là nếu chúng ta từ từ mình tập, quý vị đã niệm Phật, đã tu được cái pháp môn nó tốt rồi, thì quý vị tập thêm một cái nữa, biết rằng là cái căn tánh chúng ta quen là khó tập lắm quý vị, nhưng mình có thể tập ăn một tháng một lần, ăn tập từ 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 rồi mình mới thay đổi được. Chứ còn nếu chúng ta cứ đổ thừa tại cái nghiệp mình dạy mình không ăn chay được, cái mình cứ theo hoài rồi cái cuối cùng mình không chuyển nghiệp được. Thì cho dù quý vị có được vãng sanh nhưng mà về một cái cõi lành nào đó, nhưng mà cái nghiệp sát cứ chúng ta cũng phải trả. Thì cho nên là tốt hơn hết là chúng ta nên tập cả được cả hai, vừa ăn chay rồi vừa chí tâm niệm Phật tu tập để được sanh về cõi lành, để tránh bớt khỏi cái nghiệp sát sanh. Hoặc chúng ta không ăn chay, chúng ta ăn chay mà chúng ta chưa niệm Phật, chưa tu, thì quý vị mình tập thêm để gì, để mình vừa được cả hai, thì như vậy mới là hoàn thiện. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn sư. Dạ thưa sư, một Phật tử khác xin có thắc mắc như sau. Chúng con thấy trong kinh điển nhà Phật có đề cập nhiều đến quỷ thần. Dạ thưa, nguyên nhân nào lại sanh vào quỷ thần? Dạ, Dạ. cảm ơn sư. Thưa quý vị, đúng là trong kinh điển nhà Phật đề cập tới quỷ thần rất là nhiều. Thì thưa quý vị, cái quỷ thần ở đây thì có nghĩa là chỉ về cái cõi Atula đó quý vị. Atula là những người mà họ tạo những cái nhân, nó gọi là phi, còn gọi là phi thiên, tức là không phải là trời nhưng mà cao hơn cõi người một bậc, cao hơn cả cõi người.
Tức là Atula như trong Kinh Lăng Nghiêm cũng có nói là cũng có bốn cấp bậc, là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh. Tức là có những loại Atula mà sanh từ trứng mà ra. Thì cái loại này là đa phần là họ có ủng hộ cho Phật Pháp, hộ trì Phật Pháp. Rồi thai sanh, sanh từ bào thai. Rồi thấp sanh là từ dưới đất ẩm mà sanh ra. Rồi hóa sanh là biến hóa từ một cái một con trùng khác biến hóa ra. Thì như vậy thì Atula thì nhờ họ có làm phước, cũng có làm thiện, cũng có làm phước, cho nên được sanh về cõi lành. Nhưng mà bị những cái nghiệp gì? Thứ nhất là sân, sân nhiều. Thứ hai là mạng. Và thứ ba là nghi. Sân, mạng và nghi tạo ba cái nghiệp đó. Cho nên là bị đọa làm Atula. Atula nó tốt hơn cõi người chút thôi, nhưng vẫn có khổ, rất khổ đau. Khổ đau vì cái sự tranh giành, chém giết lẫn nhau, sân giận, tranh đấu lẫn nhau. Có một cái loại Atula như hồi nãy nói, cái vị noãn sanh là có hộ trì Phật Pháp nhờ cái phước đó. Cho nên là được có thể là bay đây đi đây đi kia, sống rất là tự tại. Nhưng có những loại Atula mà thấp hơn thì họ phải tranh đấu hơn thua, sân si sân giận đó tạo. Cho nên chúng ta nếu tạo cái nghiệp là gì, sân giận nhiều nè, hay nghi ngờ, đốt nghi ngờ, xét nét nghi ngờ, không tin nhân quả nghi ngờ này kia nhiều này, hoặc là chúng ta kiêu mạn, coi thường những người nghèo khổ, coi thường những cái thành phần khác mà dở hơn mình, thấp hơn mình, thì tạo những cái nhân duyên đó thì chúng ta dễ sanh đọa vào cõi Atula. Nhưng mà cũng được gọi là quỷ thần, tại vì nhờ cũng có biết làm phước cho nên là được hơn cõi người một chút, nhưng mà vẫn rất còn khổ đau. Thì quý vị thấy thường là những vị, anh nhất là những Atula mà thấp, cái thuộc cái hạng thấp hơn thì gọi là quỷ thần đó, thì thường là hay ở những cái đình miếu đó quý vị. Là gì? Để chờ những cái người mà họ cúng tế gì, những tế sống, những con vật để hưởng những cái thịt sống, những cái máu, những cái tanh đó. Thì nếu mà có Atula thì thường quỷ thần hay hưởng những cái, muốn hưởng những cái đó, thì tìm tới những cái nơi đó. Thì giống như mình vậy quý vị. Ví dụ chúng ta là một người mà thích trồng trọt, thì chúng ta ở đâu mà thích trồng cây kiểng bonsai, chỗ nào mà có bonsai là mình thích tới. Hoặc là chúng ta thích cái gì thì tự nhiên tìm tới những cái đó. Thì cái nghiệp duyên của người của Atula là như vậy, tức là quỷ thần. Thì cho nên nếu quý vị mình muốn, tất cả là đều còn trong sanh tử luân hồi, nhờ có chút phước duyên, biết làm phước, biết có hộ trì Phật Pháp, cho nên là được sanh vào cõi đó cao hơn cõi người một chút thôi, nhưng vẫn còn khổ đau. Cho nên là nhiều vị cứ nói thờ quỷ thần thì họ vẫn còn khổ đau trong cái sanh tử luân hồi. Cho nên chúng ta phải, mình thấy như vậy thì để gì? Để mình tu tập, để mình tránh bớt tạo cái sân giận nhiều, bớt cái nghi ngờ và bớt cái gì? Bớt cái kiêu mạn. Để gì? Để chúng ta không bị đọa vào làm quỷ thần, mà để chúng ta đều được tu tập thì chuyển bỏ những cái đó để được thoát khỏi khổ đau. Dạ, A Di Đà Phật. Cảm ơn sư. Dạ thưa sư, một Phật tử khác xin có câu hỏi như sau. Dạ thưa chúng con, vì hoàn cảnh gia đình nên không thể ăn chay trường được. Vì vậy chúng con tập ăn chay kỳ như là nhị trai, tứ trai và thập trai. Dạ thưa, như vậy có được vãng sanh không ạ? Dạ, cảm ơn sư. Thưa quý vị, thì cái như hồi nãy đã nói quý vị đó, cái vãng sanh này nó không nhất thiết vậy. Ví dụ quý vị nó ăn chay nhị trai tức là 1 tháng 2 ngày, rồi tứ trai 1 tháng 4 ngày, hoặc thập trai 1 tháng 10 ngày, thì không phải là dựa vào những ngày đó mà chúng ta được vãng sanh. Mà vãng sanh hay không là do chúng ta tu tập như thế nào, mình đoạn trừ cái phiền não, đoạn trừ những cái vọng tưởng như thế nào để mình giữ cái tâm chánh niệm. Thì quý vị phải nhớ cái câu như Đức Phật đã nói rồi đó, là muốn được vãng sanh thì phải nhất tâm bất loạn thì mới đồng Phật vãng Tây Phương. Tức là phải làm sao chúng ta phải giữ cái trạng thái chánh niệm tới giờ phút ngay bình thường chúng ta sống cũng vậy. Chúng ta sống trong cuộc sống bình thường ban ngày, bằng hàng ngày, ngày đêm chúng ta sống như vậy, chúng ta phải luôn giữ cái ý thức chánh niệm. Quý vị, ví dụ quý vị đang nấu cơm mà quý vị thất chánh niệm cái là tự nhiên quý vị đổ nước nó sẽ trật liền. Mình vo gạo vậy đó. Hoặc là quý vị rửa rau mà quý vị chánh niệm, quý vị nhiều khi không chánh niệm, quý vị sẽ nói rằng ủa không biết là rửa được mấy nước rồi.
rửa rau được mấy lần rồi không biết sạch chưa, cho nên thất niệm là không được. Thì cái tiêu chí mà như Đức Phật Thích Ca nói, muốn sanh về vãng sanh, muốn sanh về cực lạc thì gì, chúng ta phải đạt nhất tâm bất loạn, tức là phải giữ chánh niệm, không có một cái loạn tưởng nào vào. Thì cho nên nếu quý vị chỉ ăn chay hai kỳ, bốn kỳ, 10 ngày, 10 kỳ, 10 trong một ngày, một tháng đều được hết, chứ không phải là nói không được. Được, nhưng mà trong ngoài những cái ngày ăn chay đó, chúng ta vẫn tu tập, vẫn giữ cái tâm chánh niệm thì đương nhiên quý vị vẫn sẽ được vãng sanh. Còn nếu chúng ta ăn thì cho tới tháng để đếm tháng để ăn thôi, 2 ngày cho nó xong, hoặc ăn 4 ngày cho nó xong, hoặc ăn 10 ngày cho nó xong, nhưng mà cái tham sân si mình vẫn còn, mình vẫn loạn tưởng, vẫn vọng tưởng, vẫn không có cái giữ chánh niệm, làm cái gì cũng thất niệm, làm cái gì cũng chạy theo cái tham lam sân giận si mê, thì thưa quý vị, dù quý vị có ăn bao nhiêu ngày cũng không có được vãng sanh. Cho nên là làm gì thì làm, chúng ta phải hướng về cái đoạn trừ phiền não tham sân si, đoạn trừ như vậy, giữ cái tâm chánh niệm, không chạy theo những cái vọng niệm, những cái tạp niệm, những cái tà niệm, thì chúng ta sẽ được vãng sanh. Cảm ơn sư. Thưa, cũng trong đề tài về ăn chay thì một Phật tử khác xin hỏi, nếu con ăn mặn hoặc ăn chay kỳ, đợi đến lúc sắp chết rồi đổi qua ăn chay, như vậy có được Phật tiếp độ hay không ạ? Dạ, cảm ơn sư. Thưa quý vị, tức là quý vị nói là ngày thường mình ăn mặn. Dạ. Tức là chờ tới khi mà gần sắp chết rồi chúng ta mới đổi qua ăn chay thì sẽ được Phật tiếp độ. Thì thưa quý vị, là làm sao mình biết được ngày nào mình chết? Mình đâu có thể biết được ngày nay mình sống, hôm nay mình đâu có biết, nhiều khi ra chút xíu mình chết bất hôm nào rồi, lúc đó sao giờ đâu nữa đổi ăn chay. Cho nên chúng ta không kịp giờ để mình đổi đâu. Cho nên nếu mình tập được, thì quý vị thấy ngay cả nhiều vị làm bác sĩ giỏi đó, làm giỏi đó, nhiều khi cũng không biết được mình chết bất cứ lúc nào. Thì cho nên tốt hơn hết là mình phải làm từ đầu, từ bây giờ. Chứ nhiều khi mình làm vậy giống như mình ý mình hối lộ Phật sao? Tức là chờ nằm, khi nào mà nằm xuống chỗ đó bệnh rồi, sắp chết, biết sắp chết rồi mới ăn chay để cầu phước, để được Phật rước. Cái chuyện đó giống như mình hối lộ. Thì không phải, mà chúng ta phải tập từ ngay cái giây phút chúng ta còn sống. Chúng ta phải sống như thế nào? Chúng ta phải tập được ăn chay. Mà thưa quý vị, ăn chay không phải thành Phật đâu, mà cũng không phải là vãng sanh đâu. Mà ăn chay là gì? Để huân tập cái lòng từ bi, để mình tránh bớt cái nghiệp quả oán thù, cái đó thôi. Còn nếu quý vị ăn chay như hồi nãy giờ đã khẳng định quý vị rồi, mình ăn chay nhiều nhưng mà tâm ý vẫn giữ, nhiều vị nói cái bà đó bà ăn chay trường mà sao bị giữ quá, thì như vậy thưa quý vị, nó khó để vãng sanh lắm, nó khó để sanh về cõi lành lắm. Cái đó là mình chỉ mới là tạo cái nhân bớt sát sanh thôi, để bớt oán thù thôi. Chứ còn chúng ta, nhiều người ăn chay không phải là vì từ bi nữa, mà do là như hồi nãy đó, là do nhiều khi ăn cái kia thói quen ăn không được, ăn vô nó dị ứng, ăn không được. Hoặc là vì là thích ăn rau. Thì cho nên tất cả là chúng ta phải hướng về chuyển đổi tâm ý của mình, chứ không phải là chờ tới khi mình biết mình bệnh rồi lúc đó mình mới phát nguyện. Thì thưa quý vị, vẫn được chứ không phải không được. Không thể nói là không được. Nhiều khi quý vị nói ngày thường khỏe mình không chịu phát tâm, nhưng mà chờ bệnh cái tự nhiên mình sợ, mình cảm thấy sợ, cái lúc đó mình mới hối hận, mình phát tâm, mình ăn chay, mình làm phước, vẫn được thưa quý vị, chứ không phải không. Nhưng mà cái đó nó hơi chậm cho mình thôi. Sợ cái phước mình tạo chưa có đủ để hưởng cái phước đó, mà qua đời sau mình mới được hưởng. Cho nên mình tạo từ bây giờ mình có thể hưởng được. Giống như quý vị trồng cái cây, mới trồng hôm nay cái mai quý vị chết rồi chưa kịp ăn quả. Trồng một cái cây lành, cây ngọt nào đó, ví dụ cây xoài, cây ổi, cây cóc gì đó, ví dụ vậy đó. Hoặc quý vị trồng từ sớm thì quý vị hưởng được vài trái xong đó quý vị mới chết. Quý vị tạo phước cũng vậy, không sát sanh, quý vị tạo nhân lành, phước lành trong còn sống này để quý vị được hưởng cái phước lành đó. Thì quý vị nhờ cái phước lành đó nữa, nó dẫn dắt mình sanh về cõi lành. Chứ còn mình chờ tới khi mà nước tới chân mới nhảy thì nhiều khi không biết kịp hay không. Có thể kịp mà có thể không thì tùy một cái duyên nghiệp của mỗi người. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn sư. Dạ thưa sư, một Phật tử khác cũng xin có câu hỏi là con muốn ăn chay trường nhưng sợ ăn chay thiếu chất nên buộc lòng con phải ăn mặn. Nhưng bù lại con niệm Phật thường xuyên và rất khẩn thiết, chí tâm cầu Phật. Dạ, như vậy có được vãng sanh không ạ? Dạ, cảm ơn sư. Thưa quý vị,
Thì như 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 cô Diệu Má thấy là bác sĩ đã thấy ăn chay có thiếu chất không? Dạ không, đầy đủ Là luôn sư, dạ. ăn chay thiếu chất. Thì thưa quý vị là nhiều vị sợ như vậy đó, tức là nó ăn chay thiếu chất cho nên phải ăn mặn. Nhưng mà thưa quý vị, ăn chay giờ thì nhiều cách, đâu có phải là không có để mình không có chất để mình ăn đâu. Nó thưa quý vị, nhiều khi mình ăn những cái thịt động vật á, không khéo là gì, lúc mà giết á, những cái người ta giết những cái con vật đó đó, nó tạo cái tâm oán thù á, nó sân lên đó quý vị, nó sân giận hoặc nó đau khổ, thì cái niệm ác đó nó sẽ theo mình ăn vào thì, và hoặc là khi mà nó sân lên lên đó, thì những con vật nó sẽ tiết ra những cái chất độc, mình ăn cái thịt đó vào nhiều khi mình cũng tổn hại sức khỏe nữa. Cho nên là ăn chay không nhất thiết là thiếu chất, mà quan trọng mình biết ăn đủ ăn đúng. Chứ còn mình cứ mượn cớ nó ăn chay thiếu chất để rồi ăn mặn nhưng mà vẫn tu, thì đương nhiên quý vị tu quý vị vẫn có cái phước của tu, nhưng mà nếu vẫn giữ cái ăn mặn thì đương nhiên vẫn cứ bị cái quả của ăn mặn là mình cũng phải chịu thôi. Mình có tu, mình cái nào mình tu thì mình được hưởng cái phước đó, mà cái nào mình không tu thì mình cũng phải chịu cái quả, giống như mình quả sát sanh mình cũng phải chịu trả cái quả sát sanh đó. Còn mình nhất tâm niệm Phật thì cái chuyện đó vẫn vẫn đạt. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà cái bệnh thiếu chất rồi bệnh, cái này là quý vị sợ thôi, sợ thiếu chất rồi sanh ra bệnh. Nhưng mà thật ra bệnh hay không là do từ cái nghiệp. Đạo Phật nhìn từ cái gốc luôn quý vị. Ví dụ như những người bên y học, người ta cho thấy, cho mình thấy này, nhưng mà thấy cái ngọn thôi, chưa chưa đưa đến tận gốc. Ví dụ nói không được ăn gì bắp cải. Nếu mà ăn nhiều quá thì gì? Bị bú cổ, đúng không? Ăn nhiều thì bị bú cổ, nhưng có những người họ vẫn có ăn mà họ không bị, tại vì do cái nghiệp họ không, cái nghiệp sát sanh họ không có, là cho nên không có bị oan gia trái chủ nó báo. Còn những người tự nhiên là tuy rằng bác sĩ đã nhắc đã, không nên ăn nhiều, cô có triệu chứng sẽ bị rồi, nhưng mà họ vẫn cứ thèm cái bắp cải đó, họ vẫn cứ ăn, là tại sao? Tại vì cái nghiệp. Tại sao quý vị? Tức là họ do họ sát hại quá nhiều, những cái oan hồn uổng tử đó nó theo nó phá, nó khiến cho mình vẫn thích ăn cái món đó, biết rằng bác sĩ đã dặn rồi, con cái cũng nhắc mỗi ngày mà không nghe, vẫn cứ ăn, cái nghiệp nó khiến nó, quý vị, nó xúi cho mình ăn. Ăn vô làm sao, để từ vì cái ăn nó nhiều quá cho nên mới sanh ra bú, rồi từ cái bú đó đi mổ xẻ cũng bị chém giết, như mổ xẻ là dùng dao cắt, cũng cắt mổ xẻ cũng giống như mình đã từng cầm dao mà mổ xẻ những con vật vậy đó. Thì cái nghiệp nó khiến cho như vậy. Rồi có những người đó nói là biết uống rượu, biết hút thuốc là có hại nhưng mà bỏ không được, là tại vì cái căn tánh của mình đó, mình tạo, không có tạo duyên lành nhiều, mình tạo nhiều cái nghiệp xấu đó, cho nên nó dẫn dắt mình phải như vậy, phải như vậy. Cho nên mình muốn chuyển được cái nghiệp đó thì chúng ta phải tu, phải làm nhiều điều lành, phải gieo duyên trí tuệ để mình mới có được dũng mãnh dũng khí để mình chuyển được những cái nghiệp đó. Nhiều người biết giữ được đó quý vị, nói là ăn cái này nhiều là có hại sức khỏe, họ họ giữ được liền, họ không ăn. Nhưng mà có những người biết nhưng mà không giữ được, tại vì cái nghiệp nó khiến cho người ta như vậy. Cho nên quan trọng là chúng ta trong ngày thường mình phải thường tạo những cái nghiệp lành, để gì, để nó không xui, nó không đẩy mình đi vào những cái con đường xấu. Thì cho nên tất cả chúng ta đều phải biết tự ý thức bản thân mình biết. Còn thưa quý vị là như như câu của nãy, như câu đầu tiên, câu cuối cũng như câu hỏi đầu đó, thì dù ăn mặn hay ăn chay, nếu chúng ta phải biết chuyển hóa được tâm ý của mình, tham sân si của mình, thì được sanh về cõi lành. Nhưng mà cái nếu chúng ta tu tập bỏ tham sân si nhưng mà chúng ta vẫn chưa được ăn chay thì đương nhiên cái nghiệp quả mà chúng ta sát sanh chúng ta vẫn phải chịu trả. Cho nên cái tốt nhất là chúng ta phải tập đi, tập. Chúng ta không có trai trường được thì chúng ta phải tập ăn ít ít, vừa tùy. Rồi khi mà chúng ta quen rồi, tự nhiên mình cái nghiệp mình, cái duyên của mình, khi mà mình nó thuần thục rồi, căn tánh thuần thục là tự nhiên mình không muốn được, thì cái đó là cái nghiệp dẫn đó quý vị. Thưa sư, có một câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay như sau. Có người bệnh ăn chay trường nhưng bác sĩ bảo là phải chuyển qua ăn mặn thì mới chữa trị được, còn nếu không thì phải chết. Thì trong trường hợp này thì chúng con phải làm sao? Dạ, cảm ơn sư. À, thưa quý vị, châu đâu đến nỗi giờ có không ta?
Tức là có Con nghĩ là một giống như là một tỷ dụ, một giống như là một 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 cái giả tưởng, một cái thí dụ là nếu mà cái trường hợp có một người ăn chay trường nhưng bị bệnh, rồi bác sĩ bảo là phải chuyển qua ăn mặn thì mới chữa trị được. Vậy trong trường hợp này thì cái người bệnh đó có nên chuyển qua ăn mặn hay không để là cầu một cái cơ hội nào đó để chữa trị? Dạ, cảm ơn Nhưng mà bác sĩ. theo y học thì nhiều khi cũng phải cần ăn để mới có sức khỏe hay là sao? Con nghĩ không nhất thiết, tại bây giờ rất là nhiều phương pháp, cũng giống như tụi con á, thì có những cái sữa như là Ensure, những cái sữa mà nó thêm chất dinh dưỡng. Thành ra con nghĩ là tại cũng một số bác không có ăn được bằng miệng, nhưng mà hoặc là phải ăn bằng những cái ống dẫn thực, thì con nghĩ là vẫn đầy đủ dinh dưỡng, vẫn khỏe như thường. Thành ra con nghĩ nhất thiết không nhất thiết là phải bắt buộc đổi qua ăn mặn. Con thì con nghĩ, bản thân con nghĩ như vậy. Dạ. Dạ, thì đúng thì như cô học bác sĩ mình cũng biết rồi. Thì cho nên là đâu nhất thiết là cái này chắc mình cũng chỉ giả dụ Giả thôi dụ thôi. nhá. Dạ vâng. Chứ đâu nhất thiết là phải bắt qua chuyển qua qua ăn mặn mới là trị được. Đúng rồi, con nghĩ như vậy. Mình Dạ. có nhiều mà bây giờ khoa học hiện đại rồi, nhiều cái sữa rồi cho mình uống Đúng rồi. vẫn đầy đủ chất, Dạ vẫn đúng. khỏe vậy, dù Dạ mình vâng. ăn không được. Con thì con nghĩ là bệnh hay là những cái hoạn nạn mình tới là cũng như sư đã giải nghĩa, tức là do nghiệp duyên. Là nghiệp mình đã tới thì mình phải đối diện, phải phải chữa trị và phải sám hối. Chứ con không nghĩ là phải mình từ ăn chay mà đổi qua ăn mặn mà có cái cơ hội để lành bệnh thì con nghĩ là nó không có chính đáng. Dạ, cảm ơn sư. Thì hoặc thì ví dụ mình cũng không thể mình bác là cái chuyện ăn mặn là này kia, mình không có thể, mình không có bác, tại vì có những trường hợp họ vì phương tiện, vì vừa phương tiện họ ăn mặn nhưng mà không ăn cái những cái loại mà tịnh tịnh nhục á, tức là không có thấy nghe nghi đó, thì chúng ta vẫn vẫn có thể, nhưng mà nó nhẹ cái nghiệp hơn là tự mình sát, tự mình giết. Dạ vâng. Nhưng mà đương nhiên cái gì thì cái cuối cùng mình tránh, mình cứ gieo cái nhân như thế nào thì nó gặp cái quả như vậy thôi, Dạ. chứ còn không phải là cái nào là xấu hoàn toàn hoặc là tốt hoàn toàn. Nếu mình gieo cái nhân mình tránh bớt, mình không muốn bị ân oán trong sau kiếp sau nữa, mình muốn phát triển cái lòng từ bi, mình thương người thương vật, thì mình tránh được cái duyên đó thì phát triển cái lòng từ bi càng nhiều, thì chúng ta đương nhiên chúng ta phải có phước phước báo hơn chứ. Dạ đúng. Chúng ta học tiếp pháp cú thứ 79. Pháp cú 79 này là nói về cái lợi lạc, cái công đức của pháp, của chánh pháp đó. Rất là ý nghĩa. Nói về một, quý vị biết là một vị vua tên là Cáp Bina. Vị vua này là lúc bấy giờ chưa biết có Đức Phật Thích Ca. Nhiều tiền kiếp trước vua đã từng, cả hai vợ chồng luôn, vua và hoàng hậu luôn, đã từng cúng dường Phật, rồi tới Phật Ca Diếp ngài cũng đã từng cúng dường y và được nghe pháp, và ngài nguyện kiếp nữa ngài vẫn được nghe chánh pháp. Nhưng mà quý vị biết khi mà tới thời, nhờ công đức đó cho nên được sanh lên cõi trời, hưởng hết phước xuống làm người, nhưng mà được làm vua nữa, vẫn được làm vua, và cả vua và hoàng hậu đều tìm muốn tìm chánh pháp để nghe. Nhưng mà quý vị biết là khi mà lúc bấy giờ chưa biết có sự ra đời, sự thành đạo của Đức Phật Thích Ca, cho nên vua mới cho người đi dò la tìm, nếu ai kiếm được, có được người tìm được Phật hoặc ai đó thuyết pháp thì vua sẽ trọng thưởng. Thì cho người đi dò la cũng không biết, cũng không tìm được. Thì khi mà một lần vua đi gặp một đoàn thương buôn hỏi thăm từ ở bên thành Ca Tỳ La Vệ đi qua, thì mới biết là có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lúc đó vua mừng quá, về bắt đầu dẫn đoàn quan hầu chư hầu đi đến để tìm Đức Phật. Thì qua ba ba lần có ba dòng sông chặn đường đó quý vị, ba lần có ba dòng sông chặn đường, nhưng mà vua mới hướng về Phật Pháp Tăng để nguyện: nếu con có nghiệp, nếu mà kính lạy Phật, kính lạy Pháp, kính lạy Tăng, nếu cho con được gặp Đức Phật để nghe Pháp, nếu thật sự cái công đức mà nghe Pháp, có công đức như vậy để cho con được gặp Phật, gặp Pháp và gặp Tăng, thì con được vượt qua những cái dòng sông này. Thì như đúng như cái lời nguyện của
của vua, thì tự nhiên được có dòng thuyền và đưa mấy vị này qua sông, và cuối cùng vua gặp Đức Phật thì đảnh lễ và cho một người, cho những cái vị thương buôn á trở về gặp lại hoàng hậu, nói là thưa với hoàng hậu là ngai vàng châu báu tất cả giao lại cho hoàng hậu, ta theo Phật đi tu, đi xuất gia. Thì vua và cả quan thần đều đi xuất gia theo Phật hết. Trong một thời gian ngắn thôi thì đã chứng quả A La Hán, đều chứng quả A La Hán, tại vì nhiều tiền kiếp đã tu rồi, đã tạo công đức rồi. Nhưng mà hoàng hậu, thưa quý vị, khi mà nghe đoàn thương buôn về nói lại á, trọng thưởng tiền của, xong hoàng hậu nói là vua đã nhổ nước miếng ra đã đi rồi thì tội gì ta lại liếm cái nước bọt của vua nữa, cho nên là bỏ hết vàng bạc châu báu cung vàng điện ngọc đi xuất gia luôn. Thì quý vị thấy cả vua và hoàng hậu đều đi xuất, cả triều thần hầu như là những người hầu là đi xuất gia hết, đi tu theo Phật và đều chứng quả hết. Thì sau khi chứng quả thì lúc bây giờ vua Cát Bi Na mới về cái về tỉnh xá đó, thì vua mới than, vua mới mừng quá, vua mới gọi lên là hạnh phúc, rất thật là hạnh phúc, thật là hạnh phúc. Thì lúc bấy giờ các tỳ kheo mới trình với Đức Phật, không lẽ là vua đã đi xuất gia rồi mà nhớ lại ngai vàng châu báu của mình hay sao mà kêu lại nói như vậy? Thì Đức Phật mới nói rằng không phải, vua nói hạnh phúc là tại vì được sống trong chánh pháp của Như Lai. Thì nhân đó Phật mới nói pháp cú thứ 7, 79 là pháp hỷ đem an lạc, với tâm tư thuần tịnh người trí thường hoan hỷ, với pháp bậc thánh thuyết. Tức là mình hoan hỷ với chánh pháp, tức là mình là kẻ trí. Còn người mà nghe pháp thì nói sao? Nói tôi nghe tôi buồn ngủ quá. Thì mình biết rằng mình chưa phải là người trí, mình còn bị vô minh rất là nhiều quý vị. Ví dụ quý vị biết nước nó có giá trị với thân thể mình không? Rất là cần, nhưng mà nhiều người không uống được, không uống. Nhưng mà trừ trường hợp khát quá rồi, thì quý vị quá khát mà cho nước với cho cơm rồi, quý vị chọn cái nào? Thì chắc chắn mình là chọn nước. Nhưng mà một người trí, nhưng mà khi đem pháp tới giữa hai người, một người trí và người vô minh, thì người trí sẽ chọn chánh pháp, mà người vô minh thì nói rằng tôi chưa tu được, nghe nhức đầu, nghe không lọt, tại vì mình còn bị vô minh, còn bị mê mờ, cho nên mình chưa hiểu cái công năng của chánh pháp. Cho nên là giống như người của chúng ta vậy, mình cảm thấy giá trị của nước, tự nhiên mình sẽ quý trọng và mình sẽ uống. Nhưng mà nhiều khi mình cảm thấy là mình nói mình không khát, cho nên nhiều khi chúng ta ở nhà tại vì không khát nước cho nên không cần nước. Thì con người cũng vậy, nhiều khi mình chưa thấy giá trị của chánh pháp cho nên mình không chịu uống. Khi nào con người gặp cái gì mới cảm thấy tìm tới chánh pháp quý vị? Đau khổ, bệnh tật, chết chóc, nhiều cái khổ đau đến. Đó, mất của nè, mất nhà, mất vợ, mất con, mất chồng, mất. Đau khổ gặp cái giống như khát nước đó mới chịu uống. Thì một người khi mà chúng ta gặp những cái cảnh đó chúng ta mới tìm tới. Còn hiện tại bây giờ chúng ta chưa đâu. Nhưng mà nếu chúng ta đã biết tìm rồi thì đó là mình là người trí. Đức Phật nói mà người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết, cho nên công đức pháp rất là lớn. Đức Phật nói một người mà chịu nghe, chịu đến để nghe chánh pháp, dù mới bước đi một bước thôi, chưa có tới trực tiếp, nhưng mà đang bước đi tới một bước thì công đức đó là được sanh về cõi trời rồi. Chứ huống chi mà mình ngồi nghe chánh pháp thì công đức nó lớn chừng nào nữa. Ngài nói trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, Ngài nói rõ ràng như vậy, là một người chỉ cần khởi cái niệm thôi, chỉ cần bước một bước thôi đã có công đức sanh về cõi trời. Thì cho nên mình nghe pháp thường xuyên là công đức nó còn lớn hơn nữa. Thì Ngài mới nói rằng nghe pháp, chúng ta nghe pháp, quý vị tưởng tượng giống như một cái rổ mà dơ, quý vị ngâm một ngày tráng một ít nước, một ngày tráng ít nước, quý vị không rửa nhưng mà mỗi ngày đem ra rửa rau tráng cái nước thôi, nhiều lần nó sẽ sạch. Thì cái tâm mình cũng vậy, mình hôm nay mình nghe mình nhức đầu nhiều, ngày mai mình nghe mình sẽ bớt nhức đầu, ngày mốt mình nghe mình giảm xuống một chút nữa, từ từ thì nó thấm luôn. Thì tự nó cuột rửa cái chánh trong tâm hồn mình khi nào không hay. Quý vị biết Ngài Cấp Cô Độc đúng không? Con trai của Cấp Cô Độc tên là Kala, là người nổi tiếng tham tiền, rất là nổi tiếng, rất là tham tiền. Thấy ba mình cứ đem tiền cúng dường, sợ hết của sau này mình không còn thừa hưởng, cho nên cứ trách cha mình là không nên làm như vậy.
thì một ngày người cha mới đưa cấp cô độc mới đưa cho con trai 500 đồng tiền, nói là con tới con dự cái lễ bác quan trai thọ, dự cái khóa tu một ngày nghe chánh pháp với Phật ở một ngày để tu bác quan trai. Thì con trai cũng nghe ham tiền mà đi để được về nhận 500, tới kiếm chỗ ngủ một giấc từ sáng tới chiều về lấy 500. Lần thứ hai ông cha mới nói rằng con tới con chỉ cần con thuộc một bài kệ con đem về thôi là cha cho con 1000. Thì vị này thông minh lắm, con trai được cái đặc biệt là thông minh, vừa nghe cái thuộc bài kệ liền chạy về. Nhưng mà với công năng của Đức Phật, Đức Phật muốn độ cho nên vừa ra khỏi cửa tinh xá cái quên cái lần phải chạy vô lại nghe tiếp. Nghe lần thứ hai, vừa chạy ra khỏi tinh xá lại quên tiếp, chạy vô lần thứ ba. Lần này anh chàng này quyết tâm là phải lắng lòng nghe thiệt kỹ, nghe cho thấm, tại hồi nãy mới thuộc xuông không à, chưa có thấm, hồi nãy mới văn thôi mà chưa có tư. Thì vào nghe kỹ, và khi mà trong quá trình không có nhìn, không có nghĩ tới tiền nữa, không có nghĩ 1000 nữa, chỉ nghĩ chánh niệm nghe cái bài pháp, cái bài kệ đó, và đã ngộ chứng quả dự lưu. Thì hôm đó về ba đưa 1000 không thèm nữa. Thì lúc đó người cấp cô độc mới nói rằng lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết là công tử ca la mà chê tiền. Cấp cô độc mới nói như vậy. Cho nên khi nào ví dụ quý vị giữa người, có người đem cho quý vị thứ nhất là vật chất, tiền của, thứ hai là kiến thức, thứ ba là tâm linh, thì quý vị chọn cái nào? Nếu đối với quý vị, còn với những người bên ngoài thì chắc chắn là nếu mà người đói họ sẽ bốc ngay thức ăn liền. Còn người mà đang ví dụ đang muốn học hỏi, muốn làm kỹ sư, bác sĩ, muốn làm những cái gì cho ngon lành thì chắc chắn họ sẽ chọn kiến thức. Nhưng mà người có tâm hướng thượng về tâm giải thoát khổ đau, chắc chắn họ sẽ chọn tâm linh, đời sống tâm linh để gột rửa tâm hồn. Nhưng mà với quý vị sẽ chọn gì? Nãy chưa trả lời được là chắc là cũng cái nào cũng muốn. Nãy hỏi mà chưa trả lời liền là chắc là cái nào cũng muốn hết. Ba cái đều cần. Tại vì mình cũng còn phàm phu mà mình cũng còn cần. Nhiều vị nói con cần tiền để con lập phước, con cần kiến thức để con làm ra tiền. Nhưng mà tâm linh cũng cần, thôi mình còn phàm phu cũng thông cảm, mình phải cần. Nhưng mà chánh pháp Đức Phật quý vị biết là công đức rất là lớn. Quý vị chỉ cần đó, như mà cái ý Đức Phật nói chỉ cần một bước nghe pháp là như vậy. Thì về chánh pháp Đức Phật là thưa quý vị là, để hôm nay giải thích nhắc lại cho quý vị luôn, là Đức Phật thuyết pháp trong vòng 49 năm. Nhưng không phải là Ngài đi theo thứ tự là từng bộ kinh này kinh kia, nhưng mà do Phật giáo Đại Thừa Trung Hoa kết tập lại thành những cái bộ như vậy để mình nhớ. Lần thứ nhất Ngài nói về Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, là quý vị nhớ rồi đúng không? Là bao nhiêu? Ba tuần. Tam thất là ba tuần chứ không phải là mất ba lần. Thất là 7 ngày, tam thất là 3 tuần. Kinh Hoa Nghiêm là Ngài nói về nhiều quý vị? Cái thời kinh cao nhất. Kinh Ngài nói về cái sự chứng ngộ, cái sự an lạc nội tâm, cảnh giới của Phật và Bồ Tát. Chỉ có Bồ Tát mới hiểu. Sau khi Ngài bước xuống một chút, Ngài nói càng sâu rộng hơn, đi gần hơn, Ngài nói nhiều hơn thì Thanh Văn mới có thể hiểu được. Chỉ có Phật, Bồ Tát và Thanh Văn mới hiểu được cảnh giới chứng ngộ, giải thoát của chư Phật, Bồ Tát. Thì Kinh Hoa Nghiêm Ngài nói 3 tuần. Thì cái này là tối thượng thừa rồi. Là nói cái sự chứng ngộ giải thoát. Mình còn phàm phu, mình nghe thì mình cũng tưởng tượng nhưng mà không hiểu được, cảm thấy cao xa quá. Cho nên nhiều vị nói đó, thôi đến từ nghe pháp hiểu không nổi, thôi tôi thèm nghe đâu, nghe không hiểu cho nên không thèm đến. Cho nên Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm là cái sự chứng ngộ rốt ráo, cái sự an lạc tối thượng của đoạn tận diệt hết phiền não và chứng quả vị Phật, là Kinh Hoa Nghiêm, thế giới của cảnh giới của chư Phật Bồ Tát. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật A Hàm thập nhị, là Kinh A Hàm trong vòng bao nhiêu? Thập nhị là nhiêu? 12 năm. Mà Kinh A Hàm là kinh gì quý vị? Quý vị thuộc nhưng mà mình phải hiểu. Kinh A Hàm trong vòng bao nhiêu năm? 12 năm là kinh gì? Tức là gồm có 4 bộ: Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm. Cái này là những bài kinh mà Đức Phật từ một cái
giải thoát tối thượng là Kinh Hoa Nghiêm, Ngài nói cảnh giới chư Phật Bồ Tát, Ngài bước xuống gần gũi với cõi đời, xuống từ căn cơ thấp kém nhất để ai cũng có thể hiểu được. Kinh Pháp Cú này là nằm trong cái tạp A, trong kinh A Hàm này, có thể trong bốn bộ A Hàm là dạng trung A Hàm, là ngắn, kinh ngắn vừa, và kinh thí dụ này, những cái bài kinh mà quý vị Phật nói dễ hiểu, gần gũi với chúng sanh. Ví dụ Ngài nói rằng muốn giải thoát, nếu bà muốn được hạnh phúc thì phải gì, muốn được làm người phải giữ ngũ giới, thì Ngài dẫn chứng ngũ giới ra, Ngài dẫn dụ từng cái từng cái, tức là cho những người căn cơ thấp kém, từ không có học, không có hiểu gì cũng có thể đến với chánh pháp. Cho nên Ngài nói bộ 12 năm kết tập lại là gồm có 4 bộ: Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Trường A Hàm, Tăng Nhất A Hàm. Mình không có tụng nhưng mà mình đọc thường những cái bài kinh, những cái dẫn dụ đó, những cái đang học kinh Pháp Cú là nằm trong những cái bộ này nè quý vị. Hoặc là quý vị thấy bài kinh Người Bắt Rắn, kinh Người Áo Trắng, kinh Người Biết Sống Một Mình đó, những cái kinh diệt trừ phiền giận, những cái ngắn gọn, Ngài dẫn dụ dễ hiểu, những cái ví dụ trong cuộc sống, quý vị cứ dẫn dụ những cái gì mà dễ hiểu cho mọi người hiểu. Ví dụ muốn được giàu sang thì làm gì? Bố thí. Muốn được đẹp thì phải gì? Dâng hoa cúng Phật. Muốn được cái miệng có duyên thì phải nói lời chân thật dễ thương. Đó, những cái gì mà nó nhân quả, những cái giáo lý thiết thực với cuộc sống, nó gần gũi với con người để ai cũng có thể hiểu, thì kinh đó Ngài nói trong vòng 12 năm là gồm có 4 bộ. Thì những cái bài kinh mình học từ từ nằm trong cái 4 bộ đó đó: A Hàm, Thập Nhị, Phương Đẳng Bát. Kinh Phương Đẳng, Phương là rộng đó quý vị. Kinh Phương Đẳng là gì? Phương Đẳng Bát tức là 8 năm. Là giống như kinh Ngài bước thêm cái bước, cái này bắt đầu bước vào ngưỡng cửa của Đại Thừa. Lúc nãy cái mình nói về 12 năm về A Hàm, tức là chú trọng gọi là tiểu thừa, nhưng bây giờ bước vào ngưỡng cửa của Đại Thừa là giống như kinh Duy Ma Cật nè, kinh Thắng Mang Phu Nhân, những cái bài kinh mà bước vào ngưỡng cửa Đại Thừa, tức là gì? Để phá bớt những cái kiến chấp, những cái chấp nhỏ nhặt của hàng tiểu thừa. Nhiều khi mình còn chấp, còn vướng, cho nên là bước vào một bước ngưỡng cửa Đại Thừa, gọi là kinh Phương Đẳng. Phương Đẳng Bát tức là 8 năm. Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm là nhiêu quý vị? Nhị Thập Nhị Niên tức là 22 năm. Bát Nhã Đàm tức là cái này là phá ngã đó, tức là không còn, Ngài để cho phá gì? Phá tư tưởng tiểu thừa và đại thừa. Không có cái kinh nào gọi là tiểu thừa đại thừa, nhưng mà để phá ngã. Tại vì lúc bây giờ nó có cái sự phân biệt tiểu thừa và đại thừa, cho nên bước tới kinh Bát Nhã là phá ngã. Không còn chấp, nó không còn chấp vào vấn đề gì khác, cho nên gọi là kinh Bát Nhã. 22 năm. Rồi Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên tức là 8 năm, cộng lại là 50 năm. Pháp Hoa Niết Bàn là kinh nói về cái gì quý vị? Là chỉ thẳng vào tri kiến Phật. Tới cái này là nhất thừa rồi, không còn tiểu thừa, đại thừa, không có nhiều thừa nữa, mà đi thẳng vào nhất thừa, tức là chỉ rằng tất cả mọi người đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Khi mà chúng ta còn mê muội nói mình có Phật, không chịu tin đâu, nói làm gì có Phật. Nhưng mà tới lúc này thì Ngài chỉ thẳng vào là mỗi người đều có tri kiến Phật, đều có thể thành Phật, đạt tới tri kiến Phật. Cho nên kinh Pháp Hoa Niết Bàn Ngài nói 8 năm đó, để mình hiểu, mình hiểu cái quá trình. Không phải là Ngài đi từng cái bước như vậy, nhưng mà trong quá trình sắp xếp kết viết luận lại những kinh điển thì các vị chư tổ Trung Hoa họ kết tập lại như vậy để cho mình có cái sự hiểu nó dễ dàng. Cho đó là mình hiểu về chánh pháp Đức Phật. Mình nghe rất là nhiều, mình tới kết tập nhiều, quý vị nghe công đức như vậy thì để cho mình thấy được là cái công đức nghe pháp rất là lớn. Quý vị nhiều khi mình nghĩ rằng ổ nghe pháp đâu có cái lợi gì đâu, nhưng mà ít ra ví dụ hôm nay quý vị đến chùa, quý vị tụng thời kinh, quý vị nghe được chút chánh pháp, mình gột rửa được tâm hồn của mình, quý vị cứ thấm nhiều pháp đi, tự nhiên một khi nào đó quý vị gặp phiền não, quý vị thấy con người mình nó khác liền rồi. Chứ còn mà quý vị không có cái gì vô trong tâm á, đụng cái là mình sân, đụng cái là
mình gọ gọ, mình sân si nhiều, tức là mình chưa thấm Phật pháp, mình dễ giận, dễ hờn, dễ cau có, dễ này kia, tức là biết rằng mình chưa thấm nhuần Phật pháp. Rồi quý vị có ai thắc mắc gì không? Ở bên này trước đi. Dạ, như cô nói là nghe pháp thì cái đó là lợi lạc, nhưng mà con cũng thấy có nhiều người á thích nghe pháp nhưng mà lại không biết tụng kinh, tại vì khi người ta nói là tụng kinh không hiểu gì hết thì người ta không có tới chùa để tụng kinh, chỉ có nhà để nghe pháp thôi, hoặc là khi có chùa mà có sư giảng pháp thì ta tới nghe pháp cái buổi giảng đó rồi thôi. Đó, ý là như vậy có được hay không á? Dạ, con thấy cái đó thì nó không có cái mâu thuẫn đó không đó. Thì thưa quý vị là, nhưng mà quý vị thích nghe như vậy, nhưng mà quan trọng là có về có thay đổi, có đời sống một người dễ thương chưa? Chứ nhiều khi nó chỉ nghe, chỉ thích đi nghe, nhưng mà nghe xong rồi về bỏ một bên, thì cái đó chỉ mới có phước thôi mà chưa có cái đức. Đi nghe pháp vẫn có phước mà quý vị, đó Phật nói phước cõi trời đó, vẫn có phước. Nhưng mà hoặc là quý vị tụng kinh cũng vậy, nếu mà tụng không á, không có chánh niệm trong từng lời kinh, không thực hành lời Phật dạy trong bài kinh, cũng chỉ có phước mà chưa có đức, tức là mình phải ứng dụng đời sống tu tập. Nhưng mà quý vị, nhiều khi mình về rồi mình đâu có giờ tu tập nhiều đâu, mình tới nghe pháp xong rồi mình nói tụng kinh không hiểu, nhưng mà tại vì cái tư tưởng á, do cái tư tưởng thôi. Chứ thật ra khi chỉ cần mình đến, mình để tâm vào, mình đọc từ từ là hiểu. Lời kinh Phật mà nhiều khi mình nghe một bữa hai bữa đâu có thấm, mình đọc một bữa hai bữa nó không có thấm. Thì nếu thật ra nếu tốt hơn nữa thì cùng đến với đại chúng tu tập nó còn nó tốt hơn, tại vì nó dẫn mình nhiều cái hay lắm. Chứ còn một mình đó, tu chưa chắc đã được. Nhiều khi mình nghe xong rồi về rồi bỏ qua bên cái đầu mình mà. Đâu có phải là suốt ngày chỉ pháp không, mà mình còn bận công việc này, còn bạn bè này, còn con cái, vợ chồng, đời sống gia đình nữa. Mà mình nghe xong mình đi về mình bỏ một bên, nhiều khi tới thêm một thời kinh nữa là tức là mình tăng thêm một cái công đức nữa, đâu có mất mát cái đâu đâu. Tức là chỉ họ đi thay vì đi hai bước, hai chân luôn, cái này mới đi một bước thôi, đi chậm hơn mình. Còn mình vừa nghe pháp, mình vừa tụng kinh nữa, mình kết hợp nhiều bước chân thì nhiều khi cái đó thì mình sẽ đi nhanh hơn, mình sẽ nhiều cái lợi hơn. Tại vì đó là một cái cách để chúng ta đến cùng trì tụng kinh Phật để giữ tâm chánh niệm. Kinh Phật cũng là pháp chứ đâu, nhưng mà cái đó đi nghe là mình chỉ nghe không, còn đầy chính miệng mình tụng luôn, mình đọc nữa. Thay vì cái giờ đó nó không có muốn nghe, không muốn tụng kinh thì ở nhà quý vị làm gì? Đó, chơi rồi chắc chắn gì. Mà lúc này quý vị ngồi đây nè, cái miệng mình không nói lời ác, mình đọc kinh nè, tai mình để vào lời kinh nè, thân mình không có chơi nè, không có làm bậy bạ nè, thì như vậy là mình phước hơn rồi. Còn họ chỉ mới một nghe pháp thôi mà thiếu một, tức nghĩa là vẫn có phước như thường nhưng mà đi ít hơn mình. Mình kết hợp cả tụng kinh cả nghe pháp thì đương nhiên cái phước đó nó sẽ nhiều hơn. Thưa, con có thêm ý kiến là đi chùa được thêm nhiều lợi lạc khác. Thứ nhất, mình vô chùa mình tiếp xúc được thiện hữu tri thức. Dạ đó, tiếp xúc thầy. Rồi ngoài ra mình có cơ hội để mình làm công quả. Dạ đó, nhiều cách để mình tu lắm. Mình được đi làm từ thiện, dạ, đóng góp. Nhiều cái để mình làm. Thì chư tổ cũng nói rồi, ăn cơm có canh mà tu hành thì có bạn rồi vậy đó. Nhiều vị nói tôi ở nhà giờ trên mạng đầy, mở lên nghe. Mà quý vị nghe xong rồi nhiều khi chứng nào tật đó à, có trở chứng thì nhiều mà chứng ngộ thì ít, cái đó có đó quý vị. Mình nghe xong cái môi trường ở nhà nó làm cho mình giải đãi lắm. Nhưng mà con nghĩ là khi mình đọc tục là mình đang định, dạ, mình không có tạp niệm lăng xăng, mình đang tu thiền, dạ đúng, ở trong pháp này mình không nghĩ cái gì hết ngoài cái đó. Nhưng mà cái thời gian đó ở nhà nó nhiều thứ xảy ra lắm, lung tung xòe hết tất, dạ, cả đúng, mọi thứ. Cái môi trường nó quan trọng, dạ, cho nên là đọc tục là định, là tích đấy, là thanh tịnh. Cho nên là cái đọc tụng thì mình pháp vừa nhìn rất nhiều lần đạo. Cho nên chúng ta tốt nhất là mình sắp xếp thời gian đến cùng đạo tràng, ở đâu cũng được, chỗ nào mình cảm thấy hợp với mình đến, đến cùng tu, cùng đọc lời Phật. Mình đọc cái này cả cái miệng mình đọc luôn. Thì công đức tụng kinh với nghe pháp nó cũng ngang nhau, nhưng
thì mình đi cả 22 cái công đức, thay vì giờ này mình thay vì ở nhà nói nghe pháp mà chưa chắc mình nghe, bảo đảm sáng nay nếu mình không tới đây thì quý vị ở nhà làm gì, xem phim. Nhiều khi vậy, hoặc đi làm vườn hoặc làm gì khác, chứ mình dễ gì mình nghe pháp. Cho nên đây là một cái này là một cái bước, cái môi trường để mình cột cái tâm ý mình làm, mình tu tập là thêm tốt chứ. Nhiều tay giơ lên. Thưa ni sư, sư phụ, hồi trước đó, chưa có vô trong chùa, chưa có tụng kinh nhiều đó, thì là đi vô tới chùa đó, nghe người ta tụng kinh cứ muốn cho mau hết giờ để đi ăn cơm trưa. Nhưng mà từ hồi vô trong chùa thì nghe sư phụ giảng dạy thì hiểu nhiều, thành ra tụng kinh rất là thích. Đó, quý vị thấy nó khác liền à. Tại vì cứ nói cái đổ thừa không hiểu rồi mình cứ ở nhà mình cứ đổ ở hoài, thì cuối cùng mình cứ thấy mình có thụt lùi. Thì vẫn có nghe pháp rồi đó, nhưng mà mình bước thêm một bước này nữa thì nó càng tốt hơn, tại có đại chúng cùng hướng sinh hoạt với mình, có người hướng dẫn trực tiếp cho mình, thì cái lực, cái sức nó mạnh hơn. Chứ còn nhiều khi mình cứ nói cái đổ thừa là không hiểu không đi, rồi nghe không hiểu không đi, rồi cứ vậy mình cứ thụt, cứ thế mình thụt lùi mà mình không bước tới. Mình phải bước nó mới tới, mà mình không bước nó không bao giờ tới. Mình đứng một chỗ hoài nó không tới được. Hoặc là mình bước nhỏ quá, mình bước ít quá, mình vẫn ở nhà có nghe pháp, nhưng mà cái đó từng bước nhỏ thôi nó lâu tới. Rồi không khéo nhỡ gặp cái duyên nào đó, nó sẽ lôi mình thụt lùi luôn. Còn mình phải đi tới riết á, mình đã lên cao rồi không ai lôi được mình hết. Dạ. Con thì anh nhà chưa làm con cũng đi pháp hết á. Nhưng mà hổng con cầm lên á, con coi chừng chút xíu là con ngủ. Năm vài phút con gặp con dùng mình vậy con đi tiếp như vậy nó tội. Không đi, không có tội đâu quý vị. Dạ, chú có làm cũng nghe hết. Tại cái đó cái thân thể mình mà không sao hết. Quý vị cứ nghe đi, nó ngủ xong thức dậy nghe tiếp không sao hết đó. Dạ, không có tội gì hết đó. Chỉ sợ mình không nghe hoặc là mình chê bai chánh pháp mới là tội thôi. Quý vị nghe pháp rất là thấm. Còn tại mình không chịu đến, mình cứ tới cửa rồi mình đi, mình thèm nghe rồi mình cứ bỏ, mình có bước tới cho nên mình không bao giờ thấm được. Cho nên là mình phải nghe pháp, cái công đức nghe pháp rất là lớn. Ví dụ hôm nay có mấy vị mới ngồi nè, quý vị ngồi đây dù mình chưa thấm nhiều nhưng mà ít ra mình cũng có chút phước rồi, tức là ngồi nghe chánh pháp thay vì giờ này mình ngồi nghe nhạc tình. Rồi bây giờ quý vị nghỉ ha. Quý vị nghỉ